Thưa quý vị và các bạn, cùng với những thông tin tuyên truyền kịp thời chính xác tình hình dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống truyền thanh truyền hình của huyện, thì việc tuyên truyền lưu động đến từng thôn bản trên địa bàn toàn xã là một việc làm hết sức cần thiết hơn lúc nào hết khi mà COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Để nhân dân trên địa bàn xã Đồng Lương tiếp cận nhiều hơn thông tin về dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã đã thành lập 2 tổ, mỗi tổ 4 người đi tuyên truyền lưu động tới tất cả các thôn trên địa bàn xã trong vòng 3 ngày với các nội dung tuyên truyền như đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên sử dụng nước rửa tay có chất sát khuẩn, tránh đến nơi tập trung đông người, phân biệt thế nào là cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Người dân cần nhận thức đúng đắn về COVID-19. Để nâng cao nhận thức về dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Đồng Lương đã chỉ đạo Ban văn hóa và các ngành đoàn thể tổ chức một đội lưu động tuyên truyền cho bà con nhân dân về cách phòng tránh và tác hại của dịch bệnh COVID-19. Trong mấy ngày qua, thì đội lưu động tuyên truyền của chúng tôi đã đến từng thôn bản để tuyên truyền cho bà con nhân dân. Đặc biệt ở những thôn xa xôi như Làng Thung, thì Ban chỉ đạo đã cắt cử cán bộ văn hóa nằm vùng khoảng 2 ngày để tuyên truyền cho bà con. Mong muốn của chúng tôi là để bà con nhận thức được những nguy hiểm và cách phòng tránh về dịch bệnh mang lại. Ngoài tuyên truyền lưu động, xã cũng tăng cường công tác giám sát các trường hợp từ vùng dịch trở về, các trường hợp bệnh nghi ngờ, theo dõi sát người tiếp xúc gần với những trường hợp nghi ngờ nhằm tăng cường phòng ngừa ngay tại cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.